Lòng Chim Minomix xin kính chào anh em. Hôm nay Lòng Chim Minomix tiếp tục giới thiệu cho mấy anh một mẫu lòng chè đất Yến Hít Cô Tiểu Mi chạm full 3D tích Bát Tiên, tích cực kỳ hot. Đây, tích Bát Tiên này thì nó rất là hot nha mấy anh. Hầu như 10 người thì hết 7 người là thích Bát Tiên rồi. Đây em xin xoay một vòng cho mấy anh tham khảo. Bát Tiên, vợ tiên luôn. Đây, rất là rõ. Mấy anh đếm được số lượng tiên trên cái tan này chưa? Đó, đủ 8 người nha. Đó, rất là đẹp, sắc nét. Sắc nét không mấy anh? Đây em giật cực kỳ là rõ cho mấy anh coi. Ở đây cái lồng này kích thước cũng chuẩn luôn, rộng 30, cao 47 cm, thích hợp nuôi chè đất Yến Hót, Hít Cô, Vàng Nghệ, Tiểu Mi và một số loài chim khác. Đây là cái lồng chạm full Bát Tiên, giá hiện tại bên em là 1,1 triệu. Lồng không 1,1 triệu, full phụ kiện đầy đủ, gã móc đồng, lục giác, giả cổ, bao bí chạm, áo, cống, cầu, bố, tất cả 1,350 triệu nha mấy anh. 1,350 triệu là đầy đủ phụ kiện, lồng không 1,1 triệu. Hiện tại bên em có sẵn hàng rất là nhiều, anh nào cần cứ liên hệ trực tiếp với bên em là fanpage Lòng Chim Minomix, website là minomix.net, hoặc là số điện thoại 0914585838, hoặc là số 0984616791. Liên hệ trực tiếp, em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mấy anh. Đây là cái đít Bát Tiên. Cái đít lồng này được làm bằng gỗ nha mấy anh. Chạm rất là sắc nét. Đây, em xoay cho mấy anh coi. Rồi, em xin nhắc lại, đây là cây lồng Bát Tiên nha mấy anh. Một cây lồng rất là hot. Một cây lồng rất được anh em nghệ nhân chơi chim ưa chuộng. Bát tiền nha mấy anh. Lồng 4 vành chạm full lồng. Đây, dùm kỹ lại một chút nữa cho mấy anh tham khảo. Rất là rõ và sắc nét nha mấy anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mấy anh ở một cây lồng tiếp theo.